Xin chào cả nhà nha. Sáng nay thứ bảy là hai chồng mình đi xuống Richmond đặng khai thuế. Tại anh Tuấn ở dưới sọng queo và chị Huỳnh dưới người ta mới lên trên này, ta kêu mình đi lên trên này khai thuế cho cuối năm. Hồi năm rồi chứ không phải năm nay nha, năm nay chưa khai xong. Để chút mình quay sơ cho bà con coi nha. Hồi xưa là Richmond rất là sung cho bà con, đông đảo người ta lắm, người Việt mình ở đó đông lắm. Mà lúc mới qua đó là sắp tàu rồi là ở Richmond mới có, chứ mấy cái khu khác thì là không có đâu. Hồi cái này Lan nó đang nói chuyện 30 mấy 40 năm về trước nha bà con, chứ không phải mới đây nha. Để thôi coi phim tưởng đâu Lan nói mới đây rồi, nói Lan nó bà xạo. Chứ hồi lúc là mới qua 36 năm trước là đi Richmond, là bà đi sắp tàu là ba Lan chở Lan đi ra ngoài Richmond đó. Ngoài ngoại có mấy cái shop tàu, hình như hồi đó Lan đi là đang nhớ Mai Hưng á. Bây giờ đang trên đường đi xuống rất nhanh nha, để Lan quay sơ cho bà con coi. Đó, bây giờ đi ra đường á là phải đeo khẩu trang gì nghe bà con, không đeo là bị cảnh sát bắt á. 200 đô. Đó, hai chồng đang đeo hết trơn á. Bây giờ đang đi ra city mình mới chạy xuống ngoài rất nhanh. Mình muốn biết dùng nào mình bấm trong xe Lan, cái Lan biết nó đang ở răng Sweet West nè. Tới dùng nào mình muốn biết cái mình bấm nó. Chạy ngang dùng Fast Wheel nha bà con. Đang đi chạy vô cái đường nhỏ trong cái này phút Fast Wheel qua phạt cái gì nè, chỗ xăng bánh góp á. Nhỏ nhỏ gì chứ thấy gì nó có vỏ đó. Nhà mấy cái led. Tại nó giống như nằm ngay gần ngay city rồi bà con, Park View. Cái mini hotel này lâu dữ anh Liêm Liêm ha. Ừ, hồi xưa tới giờ. Anh biết rồi. Cái bông đẹp quá bà con ơi, coi kìa. Chết là Lan quay đảo cái này coi nhức đầu chóng mặt chết. Xe chem đó bà con. Ở Mèo Bình này là đặc biệt là xe chem. Bếp đi đã. Bắt che nó lại tội nghiệp. Anh Liêm đang quẹo về, đang xích đồ quẹo về ở city nha bà con. Vô Gia Phạt chạy ngang cái công viên này bà con, ta đi dắt chó rồi đi bộ rồi nhiều lắm. Tên là Gu Gia Phạt, rất là nhiều người chạy bộ nha. Có nhầm người thì chạy bộ chưa có mang mặt nạ, mà hình như ngày mơi là bắt đầu mang luôn rồi đó, không có lý do gì nữa hết á. Cái này cô đội đá banh anh đi mà của Khao Thành hay gì vào giữa city mà có cái nhà anh Liêm đã trời. Vì bước ra đây là cái đường xe chém rồi nè bà con, đó thấy đẹp không, mùa đông nó rụng lá trơn, còn cái lá nào trơn à. Mà vắng bà con ơi, bệnh người ta trốn ở nhà không ai ra đi, đi tầm bậy là bị phạt đó. Cho nên nay Lan đi khác ra dùng khác là cũng phải có cái chị Cao Thình đó, bà nhắn tin cho mình đó, mình mới đi đó, không có lý do mà đi tầm bậy là bị police phạt đó nha, cảnh sát phạt đó, chứ không phải mà đi mà xa quá là không có được. Mình đi chợ thì phải đi khu gần gần mình mua đồ ăn thôi. Này Lan đi xa cách ra 3-4 khu anh đi mà. Nhiều à, Lan đi cách xa lắm á. Nên phải có chị nhắn tin qua, chị nói họ là mình đi xuống thay thế đồ gì đó thì mới dám đi, chứ không thôi cảnh sát nó bắt á, 200 là 400 đô đó. 400 đô của bố 3 ngàn 2. À vậy hả? 3 ngàn. Không là mặt nạ mới 400. Quên đang báo giá lộn nha bà con. Nói giá thị trường còn giá phạt còn nói lộn nữa, chết bà nội rồi. Đúng rồi, đi khác dùng, đi tầm bậy đi xa quá là bị phạt một người 1.600 mấy chục. Là ngày tính là gần 3.300. Trời ơi, thôi nói chuyện khác đi, sáng sớm nói nghe thấy ghê quá. Đây,
bên đây nè, để lan cho bà con coi nha. Nguyên cái dãy bên đây nè, đó trong đó đó, nguyên cái dãy bên đó là nhà chỗ kiến trúc xá đâu đó của trường đại học của Mẹ Bình Uni mình đó, nó lớn vậy đó bà con, nó nằm lên tới cỡ gần 2 cây số á, nó nằm dài vậy đó, mà không biết nó vuông nhất bao nhiêu cây số thì Lan không biết nha, lớn lắm, bự dữ lắm, đi vô đây mỏi giò lắm đó. Cái đó là trường đại học Mẹ Bình Uni đó, nó có nhiều cái store giống như nhiều cái building á, nó khác với nhau, học cái môn nào nó khác hết trơn à, đó lớn lắm. Như quẹo trái đường này không, chạy thẳng lên luôn cho em anh đó, đẹp chưa, thẳng lên luôn nè em, ghé vô cái bữa nay Lan sẵn đi đây rồi, Lan ghé qua cái shop củ khờ già, Lan mua ớt về làm kim chi bà con, lâu quá hết ớt làm kim chi. Đóng rồi cửa đường phải không? Đúng rồi nè. Vậy hả? Ở cái đường này nó đóng cửa lâu rồi, anh nó đang làm cái building bên này nè, Mèo Bình Như Nì nè bà con, để Lan quay cho coi nó bỏ luôn đó, Mèo Bình Như Nì đó ha, nó có nhiều cái building lắm. Rồi mỗi lần con Lan nó học lực ở dưới này nữa nè, nó học về cái business đó, mà có dạy cái môn lực á, nó nằm trong đó đó, mấy cái building đó đó, đó building đó đó, đó building này nè, bông bông đó, building bông bông cũng là của Mẹ Bình Như Nì luôn ha. Nó có bản đó, nó đã có để chữ Mẹ Bình Như Nì nhỏ ở đây nè bà con, chỗ này nè, không thấy không thấy đó, nó xíu trên lúc ở trên đầu Mỹ, trên đầu á, nó có để bản local á, nó lên nhiều lắm, nó nhiều rất là nhiều cái building của Mẹ Bình Như Nì. Mà hồi xưa hồi lúc trước có làm, có đưa con gái lên học ở ngoài đó, đó mười mấy năm rồi nha, bây giờ nó lớn tuổi rồi, nó 30 gần 31 tuổi rồi, nó ra trường cách đây 10 năm rồi. Rồi đang đây không biết nó đang xây công trình gì ở đây nữa nè bà con, chắc nó xây cũng mấy cái nó đang xây cái gì cho chính phủ đó. Vậy là khu đất này là lẽ của chính phủ không rồi, giàu tới bà luôn. Ai giàu bằng chính phủ. Đó trong đó nữa đó bà con, nhiều cái building trong đó là của Mẹ Bình Như Nì luôn đó. Rồi bắt đầu Lan quay ra tới đây nha, đó là kêu ông xã Lan đây nè anh, qua khỏi đèn xanh đèn đỏ nè, ghé vô là có shop của tụi Korea nha bà con, của người Hàn Quốc nha. Lan đi đó, nó để là khay mát. Toyota ở đây đóng cửa hả? Đó bên đó đó, đó đóng chắc cửa. Ế qua là đóng cửa sao không biết đó, anh qua bên đó nó để là khay mát đó anh Liêm, đó nè khay mát nè, xe chữa lửa nó chạy đâu đó bà con, anh tắp vô đó cho em chạy vô em mua chút xíu đồ của đại hàng. Đúng rồi. Tại làm tư giống như mình làm kim chi á, phải mua ớt của đại hàng nó mới đẹp, mà nó không có cay nhiều, còn ớt của người Tàu, người Ấn Độ, người Việt mình ăn không nổi bà con ơi, nó cay dữ lắm. Rồi ông xã Lan tắp vô đây, nếu không có chỗ thì anh đậu phía trên đi, không có chỗ nên mà cho em xuống đi, hà là anh ngồi ngoài xe được rồi. Được rồi, đây Lan đang ở ngoài shop Korea nha bà con, bán rất là nhiều đồ nha, thấy chưa, bán rất là nhiều đồ của người Hàn Quốc á. Vô trong nhầm khi ta để nhạc lắm quay không được nha bà con ơi, người ta đóng cửa rồi, không biết có chuyện gì mà người ta không có mở cửa rồi, không biết cái shop này có vấn đề gì không, mà sao người ta không có đóng cửa, ta không có đóng không mở cửa cho mình rồi nha. Thôi bây giờ Lan đi thẳng ra rất mạnh luôn, chứ người ta đóng cửa rồi không có vô mua được, đóng cửa anh ơi. Đó gần tới trung tâm city rồi nha bà con, gần chợ Victoria Market nè, sát bên city rồi. Lan đang chạy ngang chợ Vin Victoria Market nha bà con. Đó, bây giờ bắt đầu ông xã mình quẹo trái xuống đường Victoria, xuống ngoài city đó bà con. Quẹo anh. Đây là cái tòa nhà mà xám xám đó bà con, xám xám đó nha, ở dưới bán Audi á, lát xịt chứ, bán xe lát xịt ở trên đó đó,
là chỗ lính giống như là kêu bằng gì ta, ban ban tiễn mộ của lính đó bà con. Đó, bên cái tòa đen đen đó đó. Tại sao Lan biết không? Tại con Lan là thằng trai Lan hồi xưa nó làm việc ở ngoài đó đó. Nó giống như là ở Úc này mình muốn đi lính hay gì đó thì cũng giống như Việt Nam vậy đó. Thì là cái chỗ đó là kêu tiếng Việt hồi xưa mà trước năm 75 người ta nói là chỗ trụ sở của ban tiễn mộ lính, người ta mộ lính đó. Ai có đi rồi đăng ký lại đó đó, đăng ký vô đi. Trời ơi nó ngộp thở gần chết, nó mở ra trên xe thở chút xíu đi. Nó ngộp thở bà con ơi. Tội nghiệp quá trời, những khách sạn, hotel rồi xưa là mấy ở đây sung lắm. Đi ra đây một lần đây sung lắm, chạy vô ngang thành phố city vậy mà giờ đang xây mấy apartment này nữa ai mua trời. Mấy đầu tư này ế gì chùa Bà Đanh à. Mà nói chung không phải mà nên nước Úc nha, trên thế giới này giờ là cái vụ mà bệnh này là bây giờ quải dữ lắm bà con ơi. Đang chạy ngang công viên ở ngoài city vậy chứ ngoài thành phố nó cũng có nhiều công viên lắm nha bà con, gần gần thành phố có nhiều lắm. Đây là thuộc gì ở Rích Manh rồi nha, mấy cái đó là màu đỏ màu xanh đồ đó là cái nóng lá, còn cái kia là cặp phụng, thấy chưa đẹp không bà con, cặp phụng đó. Lại nha bà con, xe chem nó đang chạy đua với mình nữa đó. Đó giờ ngừng lại đợi người ta đi bộ qua nè. Cho xe chem nó đang stop đó. Mấy người này ta đang đi bộ lên xe chem nè. Giống như người ta làm mấy đường chặt hẹp đó đang cho mình đừng có đi xe vô thành phố thường đó bà con. Ta muốn cho mình đi xe chem, xe lửa rồi thôi. Bỏ nó đi à. Rồi bây giờ nó vắng như chùa Bà Đanh đó rồi con ơi, tội nghiệp quá. Hồi xưa sung lắm, cái tự nhiên nó mở cái chỗ mà trung tâm cho mấy người ta chơi hút chích gì đó, cái bây giờ nó vắng như vậy đó. Hồi xưa cái khu này nhiều shop tàu người ta đóng cửa lắm nha bà con, nhiều người Việt mình mấy cái shop tàu nhà hàng rồi người ta đóng cửa đông lắm. Nó sốt bây giờ bỏ trống cho bà con mưa rẻ được không chịu giờ lấy lại bỏ trống đó, bây giờ nó trống tùm lum ở đây ế bà con ơi, không có ai ở đây hết á, nhà hàng đồ chết ngắt hết trơn đây nè. Ở dữ lắm nó, tiệm shop đồ hồi xưa ở đây sung lắm bây giờ nó vắng như vậy đó bà con, đóng cửa tiệm hết trơn. Đây hả, đổ ra quên đây đổ bỏ tiền thôi chứ có gì đâu. Đóng chưa? Ừ, đi đâu rồi quậy đi nè, cho đó mướn nè. Giờ này ai mà dám vô ký hợp đồng mướn đâu trời. Ở đây á, ký một cái là coi như là bút xa là gà chết liền, không phải gà chết mà mình chết chứ không phải gà chết. Đây nhà rất manh nha bà con, nhỏ 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 gì cho mắc tiền lắm đó. Cái này hồ bơi á anh, hồ bơi của chính phủ á. Hồ bơi tại city đó bà con, cái này là nó không có phá đâu. Cái đồ cổ á, đang chạy về khai thế xong rồi bà con ơi, nãy giờ cũng hơn một tiếng. Nó đi tới đầu người ta ế thấy bà nội người ta nữa rồi, chết rồi. Đó, chợ Victoria mắc kịch bữa nay cũng có người đi lê rai nè anh. Cũng còn chứ nói cũng còn sao? Người đi ít thôi bà con, cũng có đông như lúc trước chứ làm sao mà không đi hết. Cái khu này là cái khu du lịch người ta nha bà con, ta du lịch là người ta phải tới đây thôi. Nó khu du lịch là ta ưa đi ở nước ngoài vô là ta đi lại chợ Victoria Market chơi đó. Mua đồ. Này kia đồ như có nhiều quá, cái đồ kỷ niệm nó ta bán ở đây nè. Bây giờ ế quá trời. Thôi nãy giờ Lan cũng quay sơ sơ cho bà con coi mình đi khe thế nha. Cái này ngồi trên xe thì không cần đeo mặt nạ nha. Mà ông xã mình không còn xiên đâu, ông đeo mình ngọt thở quá mình nghĩ đeo bà con ơi. Thôi tới đây xin chào cả nhà nha. Ông xã mình không nó đeo cho nó quen. Trời đất ơi ngọt thở ngồi chết. Ngồi quên nó phạt 200 bạc. Ngồi quên mà leo xuống xe đó, cảnh sát mà nó gặp là tốn 200 đô nữa đó bà con. Chạy tàu lao nó bắt nó phạt thêm 1.600. Nó thấy mình đeo chắc mình cũng là người good, nó không cả chẳng nó hỏi. Cái
này tự ông đặt chuyện ra ông nói lung tung sang rồi. Rồi tới đây là xin chào cả nhà nha. Bye bye bà con. Bye bye. Xin chào cả nhà.